Cách nhận biết chó lạp xưởng thuần chủng. Ở Việt Nam, giống chó đắp lăn được người nuôi gọi là chó lạp xưởng hay tên gọi thân quen hơn là chó xúc xích vì thân hình của chúng dài và bốn chân ngắn sụp trông như những chiếc lạp xưởng. Loài chó này ngày càng được nhiều người nuôi ưa chuộng vì tính cách đáng yêu, hoạt bát. Giống chó này có nguồn gốc từ nước Đức và là một trong những loài chó săn của vùng đất này, xuất hiện từ thế kỷ 15 và chó lạp xưởng bắt đầu được nhiều người biết đến từ thế kỷ 17. Sau đó tới thế kỷ 19, chúng được đưa tới Mỹ và dần dần trở thành giống chó phổ biến trên toàn thế giới hiện nay. 1. Đặc điểm hình dáng chó lạp xưởng. Chó lạp xưởng có thân dài, ngực nở, bụng hóp và bốn chân rất ngắn, đầu thon dài, mõm dài, hai mắt hơi lồi cùng hàm răng sắc bén, chắc khỏe. Mắt của chúng có hình oval và có màu nâu đen hoặc đỏ sẫm. Đôi tai của chúng luôn buông thõng ở hai bên má và chúng sở hữu bộ lông mượt, bóng bẩy và đều màu. Chó lạp xưởng có hai kích thước, loại nhỏ là dưới 11 pao và loại trung bình là 16 đến 32 pao. Còn xét về lông thì có 3 loại là lông mượt, lông ngắn và lông dài. Cụ thể như sau, lạp xưởng lông mượt là giống thuần chủng, lạp xưởng lông dài là giống do đột biến gen, lai tạo có chọn lọc với chó Spaniel của Đức. Lạp xưởng lông ngắn là sự kết hợp giữa dòng thuần chủng, Dandy Dinmont Pedis và Schnauzer. Bên cạnh những chú lạp xưởng đơn sắc thì còn có những chú lông hai màu, thường là màu đen đậm pha nâu hoặc màu hạt rẻ pha xám. 2. Đặc điểm tính cách của chó lạp xưởng. Chó lạp xưởng rất thích các hoạt động ngoài trời như đào bới, đuổi bắt, đi săn, chạy nhảy. Chúng có bản tính hay tò mò, thường xuyên đánh hơi mọi lúc mọi nơi. Với con người, bất kể là chủ hay người lạ thì chúng đều muốn làm thân, nhưng đôi khi chúng vẫn sủa khi có người lạ tiếp cận. Giống chó này rất cẩn trọng và khá nhút nhát. Tuy nhiên khi chủ bị đe dọa, chúng sẵn sàng lao vào bảo vệ. Đặc biệt, lạp xưởng rất thân thiện với trẻ em nên các gia đình có trẻ em có thể yên tâm khi cho con trẻ chơi đùa với thú cưng. Tuy nhiên cũng cần chú ý vì lạp xưởng không mấy kiên nhẫn và có thể xảy ra hành vi bất ngờ. Chúc các bạn tìm và mua được một bé lạp xưởng thuần chủng. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này. Hãy like và subscribe kênh Trang Pet để theo dõi video tiếp theo nhé.